mừng đến với kênh YouTube của Yobo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Anna và Yobo trong những clip của tuần trước. Và tuần này chúng ta sẽ cùng nhau đến với một công thức mà giúp cho các cô gái, các khách hàng của Yobo giảm được 12kg trong vòng 3 tháng. Cũng với công thức này thì đã có những khách hàng giảm được 5kg trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần. Đấy đều là những cái kết quả đã được kiểm chứng trên những khách hàng của Yobo trong suốt thời gian qua. Vậy công thức đó như thế nào? Nó có khó áp dụng hay không? Có cái gì quá bí ẩn hay không? Thực tế là đây là một cái phương pháp dinh dưỡng có tính chất thừa kế những cái phương pháp giảm cân trước đó, đồng thời thừa hưởng luôn cả những cái nghiên cứu mới nhất về khoa học, về sinh học, về y học, cho nên nó là một cái phương pháp có thể nói là có thể chế ngự được những cái khiếm khuyết của một vài những cái phương pháp giảm cân khá là nổi tiếng trước đây. Vậy thì cái phương pháp này như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chi tiết ngay sau đây nhé. Phương pháp giảm cân Yobo được dựa trên rau củ quả và những thực phẩm được gọi là siêu thực phẩm, hay còn có một cái tên gọi yêu thương khác là thực phẩm tàng hình. Vậy cái chế độ của chúng ta, nếu như bạn muốn biết về cơ chế phía sau, tức là cơ chế ở bên trong cơ thể của chúng ta, để bạn có thể lý giải được nguyên nhân làm sao mà mỡ lại được đốt cháy, làm sao mà mỡ mới lại ngăn cản cái quá trình hình thành được, thì mời bạn tìm đọc cái quyển sách có tên là Phương pháp giảm cân Yobo mà Anna và Yobo sẽ cho ra mắt. Trong quyển sách đó bạn sẽ có đầy đủ tất cả những cái nền tảng lý thuyết. Hôm nay chúng ta sẽ đến luôn với phần thực hành, được không ạ? Rồi, vậy cái chế độ này rất là đơn giản. Bạn sẽ kết hợp một bữa ăn chế biến với hai bữa ăn từ thực phẩm tàng hình. Nếu bạn còn nhớ thực phẩm tàng hình là gì, thì thực phẩm tàng hình chính là những cái loại thực phẩm mà bạn càng ăn thì mỡ càng được đốt cháy. Và những cái mô mỡ của chúng ta, cơ thể của chúng ta hiểu rằng là bạn đang không ăn, vì vậy mà nó kích thích để đốt cháy cái mỡ dự trữ để có cái nguồn năng lượng cho cơ thể hoạt động. Vậy chúng ta sẽ ăn cái bữa ăn gồm với những thực phẩm tàng hình vào lúc nào? Chúng ta sẽ ăn vào bữa sáng và bữa chiều. Và phía bên tay trái của Anna đây là chính là những cái loại thực phẩm mà bạn có thể ăn. Nếu như bạn đã xem cái clip trước thì bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ không ăn dưa hấu. Chúng ta sẽ không ăn dưa hấu trong số những cái loại thực phẩm này. Còn một bữa ăn, ví dụ như trọng lượng của Anna, thì một bữa ăn nó sẽ bao gồm những cái loại thực phẩm như thế này. Nó sẽ bao gồm một trái táo, hai trái ớt chuông và khoảng hai trái dưa leo. Bây giờ chúng ta sẽ xác định là chúng ta sẽ ăn khoảng giờ nào nhé. Nếu như bạn có tập thể dục buổi sáng, thì tức làm sao ạ? Khi bạn tập thể dục buổi sáng thì cái nhu cầu tiêu hao năng lượng của bạn sẽ nhiều hơn. Thì ngoài bữa như thế này, như Anna ăn là khoảng 6 lạng, thì bạn sẽ uống thêm một ly ngũ cốc. Bạn có thể chọn ngũ cốc bạn tự làm ở nhà, hoặc là bạn có thể chọn ngũ cốc của Yobo. Yobo cũng có sẵn ngũ cốc nếu như mà bạn quan tâm và bạn lười hoặc bạn không có đủ thời gian để tự chuẩn bị ngũ cốc cho mình. Thì chính cái ngũ cốc này này, Anna có làm từ đậu xanh này, đậu đen, đậu đỏ, mè đen, mè trắng, hạnh nhân, mắc ca, óc chó và có thêm một loại hạt nữa rất là hay mà người Việt Nam chúng ta ít biết dùng, đó là hạt bí đỏ. Thì tất cả những cái hỗn hợp này tạo thành một cái công thức mà cung cấp đủ cho bạn cả tinh bột này. Tinh bột rất là quan trọng, cung cấp cho bạn được tinh bột, protein và cả axit béo thiết yếu. Bởi vậy cho nên nếu bạn ăn một bữa sáng, nếu bạn có tập thể dục thì bạn sẽ ăn một ly ngũ cốc cộng với một đĩa như thế này. Còn nếu như bữa sáng bạn không tập thể dục thì bạn không cần ăn cái ly ngũ cốc đó, bạn chỉ cần ăn một đĩa như thế này là cũng đã có đủ năng lượng cho cơ thể của bạn hoạt động rồi. Còn thiếu đâu ấy, nó sẽ kích thích để cho lấy thêm năng lượng từ các cái mô mỡ của chúng ta. Được chưa ạ? Chúng ta sẽ di chuyển đến bữa tối trước. Tại sao lại vậy? Bởi vì bữa tối với bữa sáng là có cùng chung ý tưởng, cùng chung concept là sử dụng thực phẩm tàng hình. Bây giờ trong trường hợp bạn không tập thể dục vào bữa sáng mà bạn lại tập thể dục vào buổi chiều tối, nếu như vậy thì bạn sẽ đổi cái ly ngũ cốc từ bữa sáng sang bữa tối. Và bữa tối bạn vẫn có thể ăn một đĩa rau củ quả như thế này luôn, kèm cùng với cả ly ngũ cốc. Ngũ cốc bạn sẽ uống trước khi tập,
Và sau khi tập xong thì bạn ăn thêm một đĩa rau củ quả như thế này, dễ hiểu không ạ? Có một vài người thì khi mà ăn ăn sống cả sáng và cả tối thì cảm thấy là mình hơi bị thèm cái vị mặn một chút. Tại vì chúng ta ăn ở đây những loại này là những loại không cần phải dùng đến những cái đồ nước sốt hay là muối để chấm. Thế thì trong trường hợp đó, bữa tối bạn có thể thay bằng một đĩa salad trộn. Salad thì có lần Anna có giới thiệu cho các bạn một loại nước sốt là nước sốt mè rang. Đó là loại nước sốt mà Anna thấy là bạn ăn tốn ít nước sốt và lại có thể giúp cho bạn ăn rau ngon miệng nhất. Thì trong bữa tối bạn cũng có thể luân phiên bằng những đĩa rau củ quả như thế này hoặc là salad. Trong trường hợp mà bạn đã ngán dưa leo, táo và ớt chuông, bạn có thể đổi thành bơ này, thanh long này, ổi này, đấy cũng là những loại quả mà bạn có thể ăn. Mình có thể luân phiên thay thế đi. Bạn có thể tìm và xem lại cái clip mà danh mục những thực phẩm tàng hình, nó có khoảng 20 loại thực phẩm mà bạn có thể ăn luân phiên. Nó sẽ đều giúp cho bạn có thể kích thích đốt cháy cái mỡ hiện tại và ức chế quá trình hình thành mỡ mới. Rồi, bữa trưa chúng ta sẽ ăn như thế nào ạ? Đây ạ, đối với bữa trưa thì bữa trưa là một bữa chế biến thông thường. Và trong cái bữa chế biến này thì chúng ta sẽ ăn gồm có một cái gọi là tạm gọi là bữa ăn cơ bản, gồm có 3 món: một món cơm, một món canh rau và một món thức ăn. Thế thì đối với cơm bạn sẽ ăn một chén. Cái chén của nó bạn có thể ăn cái chén cỡ như thế này. Bạn có thể ăn một chén cơm này. Bạn đừng nghĩ rằng là với một chén cơm này thì có một số bạn mà theo trường phái low carb á, thì các bạn đã thấy rằng là ăn tinh bột như thế này thì sẽ không thể nào mà có thể gầy được. Chưa kể là không chỉ bạn ăn tinh bột trong cơm, trong một ngày vẫn còn có một bữa là bữa sáng hoặc bữa tối bạn sẽ ăn tinh bột từ ngũ cốc. Vậy thì tại sao mà mình lại có thể ăn tinh bột mà vẫn giảm được 5 cân trong một tháng và giảm được khoảng 12 cân trong 3 tháng nhỉ? Tại vì như thế này ạ, trước tiên tinh bột thì rất cần cho cơ thể hoạt động. Trong tinh bột hay trong rau củ quả thì đều có glucose là cái nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào. Quan trọng hơn, trong tinh bột nó có một cái chất là L-tryptophan, nó là tiền thân của serotonin, một loại hormone là giúp cho chúng ta có cái cảm giác là hạnh phúc. Cái cảm giác hạnh phúc là một cái cảm giác rất là khó diễn tả. Khi mà bạn ôm đứa con nhỏ của mình này, hoặc là khi bạn trở về từ một cái hành trình dài, hoặc khi bạn gặp những cái người mà bạn yêu thương và họ yêu thương, thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy đấy là cái cảm giác hạnh phúc. Nếu như bạn không ăn tinh bột thì mình sẽ ít được cảm nhận cái cảm giác hạnh phúc đấy hơn. Bởi vì cái chất liệu để có thể tạo ra được cái hormone serotonin khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc đó, nó không có, nó chỉ có ở trong tinh bột thôi. Tinh bột nó cũng có L-tryptophan, cũng chính là cái hormone mà giúp cho bạn có giấc ngủ ngon. Cho nên nếu như chúng ta mà không ăn tinh bột và chúng ta ăn kiêng theo kiểu là tránh tinh bột trong một thời gian dài thì thường cái giấc ngủ của bạn cũng sẽ không ngon giấc và không sâu giấc. Như vậy bạn cũng không thể nào có được một cái sức khỏe tốt. Vậy là bữa trưa của bạn, bạn sẽ có được một chén tinh bột như thế này, được chưa ạ? Tức là bạn có thể chọn cơm. Anna lại không khuyến khích các bạn là ăn gạo lứt đỏ hoặc là gạo lứt tím trong một thời gian dài. Bởi vì sao? Về y học phương Đông mà nói thì chỉ có những cái cơ địa béo mà dư nước, tức là mình thấy người ta béo khá là nhão, thì cơ địa đó bạn có thể ăn gạo lứt trong một thời gian khoảng vài tháng được. Thế còn những cái cơ địa mà dư cân, béo nhưng lại rất là chắc, thì cơ địa đó là cái cơ địa chưa hẳn là trong người của bạn đã có đủ, tức là máu của bạn đã có đủ nước đâu. Cho nên nếu như bạn ăn gạo lứt thường xuyên thì gạo lứt là một trong những cái thực phẩm mà nó có dương khí lớn hơn so với cả gạo trắng. Và kèm với nó là nếu bạn ăn gạo lứt mà ăn cùng với cả muối mè chẳng hạn, thì đấy là một trong những cái bài mà Anna thấy là trên internet có rất là nhiều bạn áp dụng. Khi bạn ăn gạo lứt và muối mè trong một thời gian dài mà bạn lại là cái cơ địa mà đã dư dương rồi thì cái máu của mình nó sẽ bị khô lại và cái mạch của bạn sẽ rất là giòn. Như vậy thì bạn sẽ không thể khỏe được. Và khi bạn không khỏe, máu huyết của bạn không lưu thông tốt, thì tức là kể cả bạn có thấy bạn giảm được cân đi chăng nữa, nó cũng không phải là một cái kết quả lâu bền và nó không mang lại cho bạn một cái nền tảng sức khỏe. Cho nên Anna thì lại khuyến khích bạn là ăn gạo trắng nhưng mà còn nguyên cám. Thì cái gạo trắng còn nguyên cám nó có một cái điểm yếu là nhai nó bị
nó bị cứng hơn so với cả gạo trắng mà đã sắc tỏ. Nhưng chính vì là nó cứng hơn cho nên yếu điểm lại trở thành ưu điểm. Đó là khi mà bạn phải nhai kỹ hơn thì bạn sẽ được tiêu hóa toàn bộ những cái thực phẩm mà mình ăn vào. Ông bà mình có một câu là nhai kỹ thì no lâu, thì đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho chúng ta, nếu chúng ta ăn cùng làm một chén cơm gạo gạo trắng còn nguyên cám với một chén cơm gạo trắng mà đã được sát hết, thì bạn sẽ thấy là khi bạn ăn một chén cơm gạo trắng còn nguyên cám thì bạn sẽ cảm giác là no hơn, mà cái này là no thực sự chứ không phải là chỉ là do cảm tính, được chưa ạ? Rồi thi thoảng bạn có thể thay cái chén cơm của mình bằng một chén ninh các loại đậu vào với nhau. Khi bạn ăn một chén ninh các loại đậu vào với nhau thì thực tế lại còn giúp cho bạn no lâu hơn nữa so với việc là bạn ăn gạo trắng mà còn nguyên cám. Thì đấy đều là do sự lựa chọn của bạn, bạn có thể làm đa dạng lên. Một trong những cái bí mật để bạn có thể nấu đậu hoặc là nấu cơm gạo lứt nó ngon miệng và nó dẻo, đó là bạn đun sôi hai lửa. Thì đây cũng là một cái tip mà bạn có thể áp dụng. Thay vì là bạn phải ngâm gạo thì bạn không cần ngâm, mà bạn đun sôi lên và khi nó sôi lần một thì bạn tắt bếp, bạn để nguyên đậy nguyên nắp. Sau đó khi nó nguội rồi bạn đun thêm một lần nữa, và lần thứ hai này mới là lần nấu. Như vậy thì cơm của bạn rất là dẻo mềm và ngon nhé. Mình xong được phần tinh bột cho bữa trưa. Vậy tiếp theo là thức ăn mình sẽ ăn gì? Với thức ăn bạn có thể ăn bất kể loại động vật nào, cá, tôm, thịt thịt bò, thịt gà, thịt thịt lợn, rồi những cái loại như là tép hoặc là một số loại ốc bạn đều có thể ăn. Và cái cách ăn là nếu như một bữa, bạn còn nhớ là khi mà mình đi ăn beefsteak á, thì nó hay có cái suất là nhân viên hay hỏi là chị ăn phần 100g hay 150g. Nếu như cái cân nặng của bạn hiện tại mà nó khoảng dưới 60 cân thì bạn sẽ ăn một bữa trưa là một phần 100g thôi. Nếu cân nặng của bạn đang khoảng 70-80 cân thì bạn có thể ăn cái bữa trưa một phần là 150g. Và Anna thì khuyến khích bạn là bạn ăn những loại thịt màu trắng trước, rồi sau đó mới ưu tiên sang thứ hai là những cái loại có màu đỏ. Và có một cái điều nữa là thực ra nấm cũng là một cái loại mà có protein rất là tốt và ăn chế biến được nhiều món rất là ngon, cho nên bạn cũng nên bổ sung thêm cả nấm vào để luân phiên. Nhiều người hỏi rằng là có nên ăn trứng không? Thì thực ra thế này ạ, trứng là một loại thực phẩm toàn phần. Thực phẩm toàn phần tức là lòng trắng của trứng thì có tính âm mà lòng đỏ của trứng thì có tính dương, và nó bổ trợ cho nhau rất tốt. Nếu người bình thường khỏe mạnh mình cũng đã nên ăn từ 1 cho đến 2 trái trứng một tháng rồi. Tức là mình nên tận dụng cái nguồn thực phẩm gọi là thực phẩm toàn phần này để cho mình bổ sung cái dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà bạn lại ăn quá nhiều thì sao ạ? Thì mình sẽ bị dư. Và khi mà mình bị dư ấy, thì nhất là trong lòng đỏ có rất nhiều cholesterol, nó sẽ làm lại cản trở cái vận hành ở trong cái dòng máu của mình. Và khi dòng máu của mình bị cản trở vận hành thì ti tỉ cái vấn đề nó sẽ được phát sinh. Rồi nhiều bạn lại hỏi là nếu bây giờ tôi sẽ thay không ăn lòng đỏ mà tôi có thể ăn lòng trắng thì sao? Nếu xét về mặt năng lượng, một trái trứng gà thì nó có khoảng hơn 70 calo và một cái lòng trắng trứng gà nó có khoảng 14 15 calo gì đó. Tức là nếu như mà bạn ăn, thay vì bạn bỏ được một cái lòng đỏ đi thì bạn có thể ăn tổng cái lượng protein từ trứng là khoảng 4 cái lòng trắng vẫn được. Tuy nhiên như Anna có nói là trứng nó là thực phẩm toàn phần và thường là gì? Từ một trái trứng nó nở lên được thành một một cái cá thể hoàn chỉnh. Vì vậy cho nên là bạn cũng không nên tập trung quá nhiều vào cái protein từ trứng. Những cái người mà có tập gym á, hoặc là vận động với cường độ rất là mạnh thì họ sẽ ăn theo cái lời tư vấn của các PT, những người huấn luyện viên riêng của họ. Thế còn nếu như bạn xét thấy là bạn không phải là người chăm tập luyện lắm, hoặc là khi tập luyện thì bạn cũng tập luyện đến mức độ là mồ hôi của bạn chỉ đổ nhẹ nhẹ thôi, như vậy á thì cơ thể của bạn cũng không hấp thụ được một lượng protein quá lớn đâu ạ. Và protein nó gần như là không có dự trữ lại, nếu bạn không hấp thụ được thì nó sẽ trở thành chất thải và nó sẽ được lọc bỏ qua thận và đi ra ngoài. Cho nên nếu mà mình ăn càng nhiều càng dư mà cơ thể của mình không hấp thụ được thì nó lại gọi là
trở thành một cái loại độc tố của cơ thể mình, và mình lại tốn thêm vitamin, tốn thêm enzyme để có thể xử lý được cái lượng độc tố đó. Và vậy là bữa trưa bạn sẽ ăn khoảng 100g đến 150g thịt, và cái nguyên lý vô cùng đơn giản, bạn sẽ chọn cái phần mà nạc để ăn. Với những cái phần nạc để ăn á, thì cứ nếu mà xét về mặt năng lượng thì cứ mỗi 100g thì nó chỉ cung cấp cho cơ thể bạn quanh quanh khoảng từ 100 cho đến khoảng 120-130 calo cho 100g thôi. Cho nên nó sẽ bạn sẽ quản lý được cả cái lượng calo mà mình ăn vào mà không cần phải tính toán quá nhiều, quá cầu kỳ, không cần phải đến mức độ là mình đặt bút xuống rồi mình phải cộng trừ nhân chia, nó quá phức tạp, mọi thứ chỉ cần tương đối là được rồi. Vậy là bạn đã có món thứ hai là món thức ăn mặn. Bây giờ món thứ ba đến món canh thì mình chúng ta sẽ ăn như thế nào ạ? Anna thì khuyến khích bạn là chọn những cái loại rau có màu xanh, và bạn chọn cái phần thân và lá để ăn. Còn những cái loại nào mà là về phần củ thì mình để dành cho những người mà đang muốn tăng cân ăn, hoặc những người mà người ta có cái cân nặng đã được fit thành một cái dáng form dáng chuẩn rồi thì có thể ăn đa dạng hơn. Đối với chúng ta trong những tuần mà chúng ta gọi là siết cân thì chúng ta sẽ chọn những cái loại thân và lá, và chọn những loại có màu xanh. Những loại mà càng dai thì càng tốt. Ví dụ như là rau ngót mà ở miền Nam gọi là rau bồ ngót này, rồi các loại rau họ cải này, rồi khổ qua cũng là một cái món khá là tốt. Những bạn không nên ăn khổ qua liên tục trong tất cả các ngày. Tức là khổ qua là một cái món miền Bắc gọi là mướp đắng đấy ạ. Là các chúng ta có thể ăn ví dụ như một tuần mình ăn một bữa thì được. Còn tất cả những loại rau màu xanh, ngoài rau họ cải, ngoài bồ ngót bạn có thể chọn rau muống nữa. Và Anna thấy là trong miền Nam thì rau khá là đa dạng, có những loại Anna cũng ít biết tên, nhưng mà thấy nó dai là bạn và màu nó màu xanh bạn là bạn có thể ăn được rồi. Nếu như giả sử là rau họ cải thì mình sẽ ăn như thế nào ạ? Giả sử cân nặng của bạn đang dưới 60 cân thì bạn có thể mua một bó cải khoảng chừng 2 cho đến 3 lạng, bạn về bạn nấu canh. Được chưa ạ? Thế còn nếu mà cân nặng của bạn vào khoảng 70-80 cân thì một bữa bạn phải ăn khoảng 4 cho đến 5 lạng cải. Thì khi bạn ăn như vậy á, thì cái dạ dày của bạn nó sẽ cảm giác là đủ no, không bị trống trải và bạn không có cảm giác là bị đói. Cái cách ăn là như thế nào? Mặc dù bạn nấu canh lên thì khi mà nấu canh như vậy á, chỉ cần cho một chút thịt này, hoặc là cho một chút tôm hoặc một chút cá vào thì cái nước dùng nó đã rất là thơm ngon rồi. Còn nếu như bạn nào mà quan tâm đến một loại nước dùng nấu bằng các loại rau củ quả thì bạn có thể comment hoặc là inbox cho Yobo, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái loại nước dùng nấu từ rau củ quả rất là thơm ngon. Và khi bạn nấu như vậy thì bạn lại nhớ rằng là nếu chúng ta đã dư cân mà chúng ta hay ăn đồ nước thì chúng ta càng dễ béo, tức là càng dễ mập trở lại. Anna có một cái nguyên tắc cực kỳ đơn giản: khi ăn thì không uống, mà khi uống thì không ăn. Mặc dù bạn nấu canh lên nhưng mà cái phần bạn ăn chủ yếu sẽ là rau chứ không phải là nước. Và khi bạn cảm thấy no rồi thì bạn đừng có nỗ lực uống thêm nốt cái phần nước trong canh. Tại vì khi bạn nấu như vậy thì cái nước rau nó có, đương nhiên là nó có một cái vị thanh, và mình sẽ muốn là uống hết cả cái, ví dụ mình nấu một tô canh mà mình ngoài việc mình ăn cái rồi mình còn uống hết cả một tô canh nữa thì nó sẽ làm cho cái dạ dày của mình nó bị phình ra rất là nhiều. Cái mục đích của mình á là khi mình ăn như thế này á, để cho dạ dày của mình quen với một cái lượng là cái tỷ lệ thành phần như vậy. Thì khoảng sau khoảng 30 ngày, mà đặc biệt là sau 90 ngày thì bạn hoàn toàn quen với một cái chế độ khoảng 80% là thực vật và khoảng 20% là động vật. Nó là một cái chế độ thân thiện với con người xét về mặt cấu trúc sinh học. Và đấy là bữa trưa của bạn. Và cái bữa trưa này Anna gọi là một cái bữa ăn cơ bản, tức là mình không cần phải bày ra quá nhiều món. Khi bạn ăn quá nhiều món ấy, bạn cũng rất là khó kiểm soát xem là bạn hợp với cái nào và bạn không hợp với cái nào. Và khi mình ăn hỗn độn nhiều món ở trong cái dạ dày của mình thì khi mà các cái loại protein có từ các cái nguồn gốc khác nhau nó trộn lẫn vào với nhau, nó lại dễ gây ra những cái biến cố cho sức khỏe con người hơn là khi bạn ăn đơn giản từng loại một tách rời ra. Thì đây cũng là một cái bí quyết nó có thể áp dụng được cho cả người già, cả trẻ nhỏ, và đương nhiên là người trưởng thành khỏe mạnh như chúng ta là chắc chắn là chúng ta sẽ áp dụng vô cùng dễ dàng rồi. Vậy là bạn đã có 3 bữa là bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Câu hỏi đặt ra là nếu bạn phải đi tiệc hoặc bạn phải đi du lịch thì sao?
Những cái gì mà Anna hướng dẫn bạn ở đây thì bạn cũng có thể thấy rằng là rau củ quả, những cái loại trái như thế này bạn có thể tìm thấy ở các khắp mọi nơi, và bạn cũng biết cái nguyên tắc ăn rồi. Khi ngồi vào bữa tiệc, giả sử hôm nay bạn ăn vào bữa tối thì bạn sẽ chuyển cái bữa chế biến đấy thành bữa tối, và bạn nhớ hãy nói chuyện với cơ thể của bạn để cơ thể của bạn hiểu rằng là thay vì là mình sẽ ăn bữa trưa thì hôm nay mình sẽ ăn bữa tối, như vậy thì gần như bạn sẽ không cảm thấy đói, được không ạ? Thế cho nên là có nhiều người á là hay ăn lẫn lộn hoặc là ăn rất ít nhưng ngày nào cũng bữa nào cũng ăn thì nó cũng không phải là một cái cách tốt đâu. Cái cách mà giảm cân tốt á là bạn duy trì được đúng cái giờ đó bạn ăn thì cơ thể mình sẽ hiểu là một ngày bạn chỉ ăn có một lần thôi, còn những cái bữa còn lại gọi là thực phẩm tàng hình, tức là ở đây cơ thể của chúng ta không biết là chúng ta đang ăn những món đấy vào để có năng lượng, mà nó sẽ hiểu lầm là chúng ta không ăn. Đấy là một cái lý giải rất là dễ hiểu mà bạn có thể nói với cả con của mình để con của mình có thể đồng hành cùng với bạn trong trường hợp là em bé cũng bị dư cân. Tất cả những cái khách hàng hoặc là tất cả những cái người xem nào mà có cái cân nặng là dưới 60 cân thì bạn ăn như vậy là đã đủ cho một cái ngày đủ năng lượng này, bạn vẫn vui vẻ thoải mái này. Rồi còn những cái người mà 70-80 cân á, khi mà bạn ăn như vậy mà bạn thấy đói thì sẽ có thêm một món dành cho bạn, đó là bạn có thể ăn dặm thêm bằng những cái loại hạt. Những loại hạt bạn có thể ăn ở đây là hạnh nhân này, mắc ca này, óc chó này, đậu phộng này, hạt điều này. Và mình ăn á, dù là hạt nào đi chăng nữa, bạn có thể ăn lẫn lộn các loại hạt hay là bạn ăn một loại hạt thôi, nhưng dù là loại hạt nào đi chăng nữa thì bạn cũng chỉ ăn trong vòng một nắm tay, mình nhớ nhé, chỉ ăn trong vòng một nắm tay thôi. Và bạn có thể chia thành hai bữa sáng chiều, bạn có thể ăn vào cái bữa giữa, tại vì nếu mà chúng ta ăn bữa sáng rau củ quả này vào 8 giờ sáng thì có thể vào tầm 10 rưỡi bạn có thể hơi đói một chút thì bạn sẽ ăn, và sau đó là tầm khoảng 3 giờ chiều đến 3 rưỡi chiều bạn sẽ hơi đói một chút thì bạn ăn thêm một chút hạt nữa. Thì mặc dù là chỉ có vài hạt thôi, rất là đơn giản, một ngày bạn chỉ cần khoảng 10 cho đến 20 cái hạt các loại mà Anna vừa kể như vậy thì bạn đã cảm thấy rằng là mình không bị mệt mỏi và não bộ của mình vẫn có đủ những cái năng lượng dinh dưỡng để làm việc bình thường nhé, hoàn toàn bình thường. Vậy bây giờ cái gì đang cản trở chúng ta không thực hiện theo phương pháp này? Có thể là chúng ta đang theo những cái phương pháp giảm cân khác. Nếu mà xét về trường phái thì đúng là sẽ có những cái thứ mà không thể có một chuyên gia này nói rằng tôi hay hơn một chuyên gia kia. Tuy nhiên nếu như đã biết cái nguyên nhân gây ra cái việc dư cân của mình là do dinh dưỡng thì đây là một cái chế độ dinh dưỡng có thể xem là đang tiên tiến nhất được áp dụng ở trên thế giới. Còn đương nhiên sự lựa chọn vẫn nằm ở phía bạn. Bạn sẽ vận động như thế nào trong cái quá trình giảm cân như thế này? Có một cái nguyên tắc mà chúng ta ít ai để ý, Anna cũng có nhiều lần nhắc trong những cái video trước, đó là chúng ta thường để ý đến cái gì chúng ta đưa vào cơ thể mà chúng ta quên mất việc một việc quan trọng là cái gì sẽ được đưa ra. Và khi bạn vận động á thì cái chu trình ở bên trong cơ thể nó sẽ được vận hành vô cùng trơn tru, và bởi vậy mà độc tố được loại bỏ, những cái cặn bã dư thừa được loại bỏ. Mỡ thừa thực ra cũng là một loại độc tố mà thôi, nhất là mỡ bụng và mỡ nội tạng thì nó gây ra rất là nhiều những cái tác hại liên quan đến về mặt sức khỏe và cả thẩm mỹ nữa. Và bạn chỉ có thể có được những cái enzyme, vitamin, muối khoáng, chất chống oxy hóa quan trọng nó đều đến từ thực vật hết. Tại vì thực vật là đầu mắt xích thức ăn và nó đứng ngay gần mặt trời. Chúng ta ăn thực vật, thực ra chúng ta đang uống năng lượng mặt trời ở dạng lỏng. Vậy những cái chai ở đây thì có ý nghĩa gì ạ? Những cái chai này nếu bạn có thêm điều kiện nữa thì bạn hãy cho cơ thể của bạn có cơ hội được làm sạch. Đồng thời là sử dụng những cái chai nước ép như thế này thì sẽ giúp cho cơ thể của bạn nhận được một lượng lớn hơn vitamin và enzyme. Có nhiều người cứ nói rằng là đi tập mình ăn thật nhiều thịt bò và thịt gà vào để tạo cơ. Nhưng cái câu hỏi đặt ra ở đây là cái gì là cái tiêu hóa những cái thịt gà và thịt bò đó? Thì chúng ta đâu có trả lời được, đúng không ạ? Cái thứ mà giúp cho chúng ta tiêu hóa và hấp thu được thịt gà và thịt bò nó đến từ một cái loại gọi là có tên gọi là enzyme. Và enzyme tiêu hóa của chúng ta hoặc là cơ thể của chúng ta có thể tự tổng hợp bằng các nguồn nguyên liệu. Vitamin, muối khoáng, rồi một số những cái hợp chất quan trọng đến từ thực vật. Hoặc bạn có thể hấp thụ luôn những cái enzyme đó trực tiếp ở dạng tươi sống từ những cái thực phẩm, từ những cái loại thực phẩm mà được gọi là siêu thực phẩm. Thì
cái nó sẽ giúp cho cái quá trình đốt cháy mỡ của bạn tốt hơn, đồng thời nó sẽ giúp cho toàn bộ cái tế bào của mình được cân bằng và cái quá trình hình thành mỡ mới nó được ức chế. Nếu như bạn có thể ép được một ngày 2 chai nước như thế này, hoặc là nếu như mà bạn còn muốn cho nó tổng tấn công mạnh hơn khi cái cân nặng của bạn nó là 70-80 cân, thì bạn sẽ cần khoảng từ 3 cho đến 4 chai nước như thế này. Thì cái công thức Yobo đều có chia sẻ với các bạn một vài những công thức mà bạn có thể áp dụng. Một số những công thức mà nó cần một cái sự tư vấn kỹ hơn nếu như muốn dùng thì bạn có thể inbox riêng cho đội ngũ tư vấn của Yobo để các bạn tư vấn có thể tư vấn cho bạn cho phù hợp nhất với cái thể trạng và với cái cân nặng của bạn. Rồi, vậy thì đâu là những cái đối tượng mà có thể dùng cái phương pháp này, cái phương pháp ăn này? Thực chất là nó dành cho toàn bộ các đối tượng. À, nếu như bạn là mới sinh em bé xong mà dưới 4 tháng thì bạn không nên áp dụng cái phương pháp này. Tại vì bạn đang cho em bé ăn sữa mẹ và trong vòng khoảng 3 tháng 10 ngày sau sinh là cơ thể của bạn chưa hoàn toàn trở về cái cân bằng thực tế của nó đâu. Nó vẫn đang bị điều khiển bởi sự thay đổi nồng độ hormone này. Và trong thời gian đó thì bạn không nên quá tập trung vào việc giảm cân. Bạn cứ ăn uống làm sao cho thật ngon miệng, thật nhiều sữa và bạn ngủ thật ngon giấc. Thì sau cái thời gian khoảng nửa năm cho con bú, nếu như mà bạn muốn áp dụng thì lúc đấy bạn có thể áp dụng được rồi. Thế còn đối với những mẹ nào mà ít sữa thì tốt hơn hết là mình cứ ăn theo đúng cái chế độ để cho nó kích sữa và nhiều sữa nhất. Rồi đến khi mà mình không cho em bé ăn sữa mẹ nữa thì mình thực hiện giảm cân. Như Anna đã giảm được là Anna chỉ chuyển về ăn uống thế này vô cùng tự nhiên bình thường. Thì sau khi mà ngưng cho em bé ăn sữa mẹ thì Anna cũng phải giảm được khoảng 12 cho đến 13 cân trong vòng 3 tháng. Đấy cũng là một cái điều mà ai cũng ngạc nhiên. Mọi người cũng không nghĩ là mình có thể giảm nhanh như vậy. Nhưng cái cơ thể lúc đấy mình dư cân á, là một cái dư cân giả được hình thành trong vòng 1 năm thôi. Và thêm 1 năm nuôi con nữa là 2. Mình biết cách thì mọi thứ nó rất là dễ điều chỉnh. Cái gì cũng có phương pháp hết. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi đến cái công thức mà giúp cho các khách hàng của Yobo giảm được 12 cân trong vòng 3 tháng. Cái tốc độ giảm nó sẽ chậm lại, hoặc đôi khi có những cái khách hàng tháng đầu tiên thì không giảm được nhưng đến tháng thứ 2 lại giảm rất là mạnh, rồi tháng thứ 3 thì nó lại bị chững lại. Thì mỗi cơ thể của chúng ta là một khác. Anna có thể chia sẻ thành thực là như thế này, không phải tất cả các khách hàng đều có kết quả tốt. Cho nên là lúc nào Anna cũng có 3 ngày detox. 3 ngày detox để làm gì? Để xem là cơ thể của các bạn có phản ứng tốt với các cái nguyên liệu là rau củ quả hay không. Và trong 3 ngày đó sẽ biết được là bạn có cái nguyên nhân mà gây mập của bạn có phải là do dinh dưỡng hay không, hay đến từ một nguyên nhân khác. Vậy có phải là chỉ có dinh dưỡng sẽ rồi vận động hợp lý sẽ giúp cho bạn giảm cân hay không? Thì cái đấy cũng chưa phải. Có một yếu tố vô cùng quan trọng đó là tâm lý. Và cái cách để mà cho chúng ta giảm được cân nhanh ấy là như thế này. Bạn ở trong một cái tâm thế là bỏ qua tất cả mọi chuyện, để mình đổi lấy một cái sự yên bình và vui vẻ. Và khi bạn yên bình và vui vẻ, cái tâm của bạn sáng, thì thực tế là bạn có bị bệnh, uống thuốc cũng rất là nhanh khỏi. Bạn có mập thì giảm cân cũng rất là nhanh. Bạn đang ốm mà bạn muốn tăng cân cũng rất là nhanh. Đó là một sự thật mà đã được kiểm chứng trên những khách hàng của Yobo, chứ không phải là Anna chỉ đọc ở trong những cái quyển sách, quyển vở nói về lý thuyết giảm cân nhé. Và thế là bạn cũng đã biết được cái công thức này rồi. Thực ra kinh doanh ở đây cũng không có gì là có bí ẩn cả. Và ngay cả những cái phương pháp giảm cân hay là một cái cách nào đó, như là bạn học tiếng Anh này, bạn muốn vẽ giỏi này, bạn muốn chơi đàn hay nhỉ, mọi thứ đều có phương pháp. Và khi mình có phương pháp đúng á, thì thay vì mình mất vài năm, mình chỉ mất vài tháng. Thay vì mình mất vài tháng, có khi mình chỉ mất vài tuần. Anna mong là bạn sẽ thích thông tin này. Và nếu mà bạn cảm thấy thông tin này là hữu ích thì hãy cho Anna một like, một share, bấm chuông và đăng ký kênh YouTube của Yobo để Anna có thêm động lực sớm làm những cái clip tiếp theo nhé. Anna chúc bạn thành công và hãy inbox cho chúng tôi, hãy comment để chúng tôi biết kết quả của bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.